chào quý vị và các bạn nha. Ngô Lê đang ở ngay chỗ chân cầu Tiên Nhơn nè các bạn ơi. Bây giờ Ngô Lê đang chuẩn bị đi thăm coi cái chợ Thạnh Hóa như thế nào nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu chợ Thạnh Hóa ra sao nha. Phía trước các bạn đó là cái đường từ Đức Hòa qua nha các bạn. Đây là lộ N2 nè. Đường Đức Hòa chạy qua Thạnh Hóa đó. Đây là đường Đức Hòa nè. Còn ở đây nè. Ở đây là cái cầu này là cầu Tuyên Nhơn nè. Cầu Tuyên Nhơn bắc qua sông Dàm Cỏ Tây á. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi theo cái cầu này để xem cái chợ Thạnh Hóa này nó như thế nào nha. Đây là cái cầu Tuyên Nhơn nha các bạn. Đó, cái bản cầu Tuyên Nhơn đó. Cầu Tuyên Nhơn km 56 + 813,35 quốc lộ N2 đó. Cái cầu này bắc qua sông Dàm Cỏ Tây. Bây giờ Ngô Lê đang chạy qua cầu Tuyên Nhơn nha các bạn ơi. Đang xe là đang lên dốc á. Đây là sông Dàm Cỏ Tây nha ngang các bạn. Sông Dàm Cỏ Tây ở xa xa đó chúng ta thấy cái chòm nhà mà nhà lầu đồ cách phố cao lên đó. Có trụ mà anten cao lên đó chính là chợ Thạnh Hóa. Bây giờ Ngô Lê sẽ đưa các bạn cùng xem một cái chợ Thạnh Hóa như thế nào nè. Đường này chúng ta về Long An Phú Thừa đó. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Tiếp tục xe lên đi về chợ Thạnh Hóa nè. Đường này thì bây giờ cũng tấp nập đông người lắm nha các bạn. Đó, mình đi thì mình phải biết cái đoạn đường đi ấy. Phía trước các bạn như chân cầu là có cái ngã ba ngã tư đó, đó. Ngã tư đó là mình quẹo phải là theo đường Lê Duẩn. Đường Lê Duẩn này nó dẫn về chợ Thạnh Hóa và đi về thị xã Kiến Tường cũng như là Tân Thạnh, Đồng Tháp rồi đi đường đó đều được hết. Bây giờ chúng ta đi tham quan một vòng nha. Đây là cái có cái bảng chỉ dẫn là hướng đi Tân Thạnh nè mọi người ơi. Nó bên bên kia là mình đi ra quốc lộ 62, còn đây là đường Lê Duẩn. Đây là đường Lê Duẩn nè, đi đường này là đi thẳng ra chợ Thạnh Hóa luôn. Phía bên tay phải chúng ta là bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa đó. Đây là bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa. Ở đây là đường Lê Duẩn, cái khu này bây giờ buôn bán rất là tấp nập á, rất nhiều quán xá mọc lên. Đây là số người ta mở ra đây rất là nhiều quán như nhà sách rồi quán ăn rồi cái chỗ bán xe rồi bán điện thoại di động cầm đồ quán cơm rồi các thứ như là trang trí nội thất đồ cũng gom về đây hết luôn. Đó, cái đường này bây giờ rất là sung, Thạnh Hóa là chỉ có con đường này là đông mua bán nhất. Bữa nay gần Tết đến nên ở đây đã treo cờ rồi băng rôn các thứ rất là đẹp luôn á các bạn. Chúng ta bắt đầu tiến từ từ tới vào trung tâm của Thạnh Hóa rồi đó. Đây các bạn thấy không, buôn bán rất là đông nhộn nhịp luôn. Bữa nay là ngày 16 âm lịch rồi, còn có 10 ngày, mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi.
phía bên phải chúng ta đó chính là cái công an huyện Thanh Hóa nha các bạn. Đây nè, đây là công an huyện Thanh Hóa đó, công an huyện Thanh Hóa. Rồi phía trước này đó là cái ủy ban nhân dân huyện Thanh Hóa chứ, đó là ủy ban nhân dân huyện Thanh Hóa đây. Phía trước các bạn đó là huyện ủy Thanh Hóa đó. Bây giờ cái đường này chúng ta chạy ra chợ Thanh Hóa luôn. Buổi chiều chợ Thanh Hóa cũng vắng người đi lại. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Đây có cái tiệm gạo Bãi Hùm nè. Bên kia có cái shop con cưng bán đồ cho trẻ em. Và kế tiếp là cái điện máy xanh. Điện máy xanh là bán đồ điện và điện thoại di động. Bây giờ chúng ta đang đi vào cái chợ của huyện Thanh Hóa nè. Hai bên dãy phố này các bạn bán những cái gian hàng này bán đồ rất đông nè. Đây là chợ Thanh Hóa, chợ quê. Chợ quê mức độ bán hàng cũng có giới hạn. Đây là những gian hàng bán trái cây với bánh trái. Còn phía trong lòng chợ này là bán giải sồ, bán vàng, bán điện thoại di động và các thứ như nón, đồ. Chúng ta dạo quanh một vòng. Chợ thì chợ Thanh Hóa trước kia là một cái chợ nhỏ thôi, nhưng mà sau năm 1975 lập lại thì đã xây dựng ở đây thành huyện Thanh Hóa. Trước kia thì gọi là quận Tiên Nhơn, có cái căn cứ 75, nhưng mà sau này đã đổi tên thành huyện Thanh Hóa. Và huyện Thanh Hóa đã phát triển mấy năm nay rất là đông. Buổi chiều này là mấy anh bán rất là đông, là giờ đã dọn dẹp gọn gàng để cho Tết á. Phía trước các bạn đó là tiệm vàng Kim Tiến nha. Tiệm vàng Kim Tiến là cũng như là tiệm vàng lớn ở đây đó. Đây là chợ, khu chợ cá nha các bạn. Khu chợ bán gà, bán vịt, bán cá đâu đó. Chạy. Bên đây là có cái ngân hàng các bạn, ngân hàng BIDV đó. Và đây là khách sạn nè. Khách sạn Phượng Hoàng nè. Phía này mặt sau của khu chợ, khu phố chợ đó, trước mặt các bạn đó là ngân hàng Agribank, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là quang cảnh của bờ kè huyện Thanh Hóa nha các bạn, bờ kè chợ đó, để chống lũ đó. Đây là khu vực của bờ kè. Kinh sáng ở dưới này tức là kinh Dương Nhân Dương. Bây giờ chúng ta mà nếu mà đi về phía trong kia là chúng ta đi về lên Mộc Quá, Tân Thạnh, rồi Sa Đéc, Đồng Tháp, rồi người ta đi trên đường đó.
trong đó cũng có hai cái chùa, là cái chùa của Phật giáo đó. Là trong đó có hai cái chùa trong đó, đó là dẫn các bạn đi thăm một đường vòng đó. Khu vực này là những dãy phố nhìn hướng nhìn ra cái bờ kè đó, buôn bán ở đây cũng rất là tấp nập luôn. Ở đây có những cái tiệm như là đồ sắt Hoàng Tươi, như là tiệm dịch vụ cầm đồ Quốc Anh, hay là một số cái cơ sở mua bán nhỏ lẻ khác cũng rất là đông vui và náo nhiệt. Bây giờ chúng ta chạy bọc cái này xuống cầu Nguyễn Thị Định nè. Thì chợ quê ở Thanh Hóa nó cũng nhỏ, nhưng mà Ngô Lê giới thiệu cho các bạn biết cái chợ của quê hương của Ngô Lê đang sinh sống á. Chỗ này khu vực này, các bạn thấy không, người ta nuôi chim yến rất nhiều á. À, đây là khu chợ nhưng mà người ta nuôi chim yến rất là nhiều. Bây giờ yến nó về nó tụ lại quá nhiều luôn các bạn ơi. Ở đây có mấy cái cửa hàng trang trí nội thất như là Lâm Sưng nè. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cầu Nguyễn Thị Định. Nguyễn Thị Định là cái cầu nhỏ mới bắc qua cái khu chợ này thôi. Các bạn thân mến, thì Ngô Lê vừa rồi đã cho các bạn xem cái khu vực chợ Thanh Hóa nó Ngô Lê đang sinh sống như thế nào đó. Thì video của Ngô Lê đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn xem thì cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ngô Lê. Và đừng quên like, share nếu như các bạn thấy video hay. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.